các bạn ơi. Đến giờ mà còn ngủ nè. Bạn nhỏ Lola ơi, dậy đi thôi. Ông già Noel có một quà khổng lồ dành tặng cho Lola đây. Đây các bạn ơi. Ông già Noel đến đây rồi. Đây tặng cho Lola phần quà siêu to. Đây quà của Lola đây. Trời ơi, đến giờ còn ngủ đây các bạn ơi. Đây là một anh chàng rất lười biếng này, nhưng mà anh ta chỉ lười biếng ngày chủ nhật thôi. Để tặng quà cho nào. Đứng dậy coi nào. Đứng dậy xem lớn không nào. Ngủ mà không chịu dậy này các bạn. Ông già Noel đến mà cũng không chịu dậy nè. Một, hai, ba, đứng dậy nào. Các bạn ơi, bạn nhỏ Lola không cần ông già Noel đâu. Dậy nào. Dậy nào. Lễ Giáng sinh đến rồi. Dậy để đi chơi thôi. Dậy đi chơi thôi nào. Không dậy các bạn ơi. Ngủ nướng nè. Ông già bắt phục vài cho Lola nha. Mở hộp quà siêu to nào. Đây chúng ta cùng bắt đồ chơi nhá. Đồ chơi gì đây? Đây ông già Noel tặng cho bạn nhỏ Lola nè. Không biết cái gì bên trong với các bạn. Đợi ông già Noel tặng cho bạn Lola rồi bạn Lola mở ra nhá. Rồi phần quà thứ hai nè. Wow. Đây là phần quà gì không biết nhá. Đợi bạn nhỏ Lola mở luôn. Đây là phần quà thứ ba nè. Phần quà thứ tư nè các bạn. Đó. Tặng cho bạn nhỏ Lola xem bạn nhỏ Lola có thích không nhá. Bạn nhỏ Lola, chúng ta cùng bóc quà xem là cái gì bên trong nào. Ngồi lên người ông già Noel nào. Bây giờ Lola bóc một quà thứ nhất xem cái gì bên trong nào. Wow, ông già Noel tặng cái gì cho Lola đây. Wow, cái gì đây? Đây là một đôi giày đẹp không? Giày gì đây? Giày siêu nhân nhện hả? Lola thích không? Đây là một đôi giày siêu nhân nhện mà ông già Noel tặng cho bạn nhỏ Lola này các bạn nhỏ. Con thích không? Thích không? Rồi tí nữa con đi cái đôi giày này vô nhá. Rồi bỏ xuống nhà. Bắt tiếp một quả thứ hai nào. Xem cái gì bên trong nào. Con có bất ngờ không? Ôi ông nhà Noel tặng cho con nhiều quà quá. Một quà này là một quà gì đấy thế? Lola bắt nè. Cái gì đó? Quần áo siêu nhân nhện hả? Đẹp không? Có thích không? Thích không? Con có thử không? Đây là chiếc xe gì đấy? Xe cầu, xe này thích không? Chiếc xe gì đây nữa? Chiếc xe gì này nữa? Xe múc cát đúng không? Thế trong mấy món đồ chơi này con thích món nào nhất? Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích bộ quần áo siêu nhân này cùng với đôi giày siêu nhân này các bạn. Nhưng mà Lola phải ngoan nghe chưa? Phải chăm ăn chăm học và nghe lời thầy cô, nghe lời bố mẹ nhé. Thì đến dịp Noel năm sau, ông già Noel sẽ đến nhà và tặng quà cho Lola nhiều nữa nhé. Yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas and a Happy